chọc xem nó còn đỏ. Chọc ở gần đuôi, sát đuôi ấy. Ờ, thì vớt ra đi. U cái đấy bẩn đấy. Ờ, đi rửa qua đi. Toàn đấy kia bụi kìa. Là cơm. Thế đi rửa đi, cái cơm mẻn mén như tí nó dính vào ấy. Rửa qua đi. Anh Báo hôm nay là thịt ngan nha các bác nhá. Thịt ngan mời anh em. Một con ngan cũng me me thôi nhỉ. Con này lúc đầu nhìn to lắm mà nhỉ. Vui nhỉ. Con luộc về nhìn bé đấy này. Chặt mà ác đấy, tháo khớp được toàn miếng to rồi. Khoáng đấy, không kiệt gì. Được. Giống anh Báo. Mới làm mới đây được. Đấy, để còng nó trẻ con. Mấy hôm nay ước đi đâu cũng được ăn thịt ngan. Để quên. Và anh không để cổng nữa. Thì cổng là quen à? Quen, nó đòi cổng. Thế á? Anh Báo đi đâu rồi nhỉ? Mới dắt trâu về cho chuồng. Nắng nó dắt trâu về. Nắng nó dắt trâu về chuồng. Vân không biết ở nhà nhỉ? Vân đi chơi game. Đi làm rồi. Đâu? Chơi. Ê, ba đĩa đấy. Bảo chị Vàng cho thêm một đĩa nữa ra đây đi. Mấy đĩa? Em báo cho thêm một đĩa, một cái đĩa nữa. Cho hai đĩa đầy là được đúng không? Đấy, thái lá chanh rắc lên nữa là được. Lá bưởi chứ? Chanh. Bưởi hay chanh đây? Chanh. Lá chanh to đấy nhở? Tốt đấy. Ngon. To như lá bưởi. Rắc lá chanh lên trên này một tí chứ đúng không? Rắc lá chanh này. Hôm nay lúc nào cứ còn cửa tường và chữ bếp ở đây này. Mặn đấy. Anh tưởng là cho muối vào cùng luôn nhé. Muối chấm thì chấm thôi chứ. Đủ hết món chưa? Chị Vàng còn làm thêm món gì đây? Cái này là cái này không phải đâu gì. Này mẻn mén đấy. Mén lên à? Ớt nướng này. Gọi đi, gọi em Sần đi. Xem khách mời nào đến thì gọi sang đi. Còn có ai không anh Báo? Anh Báo à? Còn có ai nữa không? Đội xây lần trước có lên được không? Đội thợ xây lần trước này này. Có hai anh thợ xây này.
Làm thuê rồi à? Con đến làm rất là vui lên rồi. Rồi. Không có ai nữa đâu gì? Ngồi cho nó thoáng lại luôn. Này vì sao này cũng được rồi. Đấy. Không đi sang để ngồi chiếu. Này anh Báo có mỗi cái chiếu này là ngồi ăn cơm thôi. Anh Báo nha, bây giờ em bảo nha, nhà cửa sạch sẽ rồi thì với chị quét dọn nhá. Nó gọn gàng vào nhá. Mấy hôm nữa em khác bảo thợ lên đo cửa cho. Làm cửa nữa xong là làm chuồng lợn, làm ao nữa, nhiều lắm. Từ giờ đến Tết. Hôm nào em mua, hôm trước là có anh Khởi, anh Vi Văn Khởi là anh có gửi tiền cho em. Hôm nay em mua bát đũa mới vào cho nhà anh. Mua cái bát sành, bát sứ đây lên. Bát này là lấy của nhà Sần lên rồi phải không? Không phải là lần trước em toàn thấy anh có bát nhựa đấy. Vừa mua à? Trước ăn cơm mới thấy toàn bát nhựa với âu nhựa, đĩa nhựa đây. Cái bát nhựa này lúc mày ăn mới thì nó mới sạch ấy. Mày ăn lâu thì nó đen đen như cái bát của mèo ấy. Đúng rồi. Này, bám hết đen xì này. Mọi người thì nó sạch. Chẳng đâu mua bát đuôi inox lên. Bát inox lên. Sạch được. Anh vàng toàn dùng âu thôi, âu nhựa thôi. Đây ngồi đi, mấy anh em ngồi đi chú. Bà bác mà ngồi ăn cơm nó mỏ ấy. Đây là bác của anh Báo. Đây em đang ngồi gần đây cho anh Báo ngồi bên kia cùng chú ấy. Chú ơi, ngồi ăn cơm chú. Chú hôm nay có vẻ rụt rè đấy nhỉ. Mọi lần cháu lên đây chú mạnh lắm mà. Hô to phát biểu mạnh lắm. Hôm nay thì yếu á. Hồ chân là tiếp hồ chân bằng mức biểu. Chú lỗ hỏi biết là chú lùng chào khó. Chú này anh chín no. Chín no. Ừ. Sao đâu, anh em ăn đi. Mềm mén à? Vâng, cháu không ăn mềm mén, không chê đâu nhưng mà từ trước rồi. Bắt để cho nó sạch. À đây đây. Rồi không sao không sao. Thóp cái tỏi. Chị ngồi vào đây chưa? Đâu bảo con anh vào ngồi ăn cơm đi anh. Có với cún của anh đâu rồi? Bà ngồi vào đây ăn cơm luôn nó. Bà nó lớn, bà lớn. Hết người rồi nhỉ, còn ai nữa không nhỉ? Vân thì đi làm rồi không? Vân thầu ông chuyên chuyên đi uống rượu rồi. Thổ ông đi uống rượu cơ? Anh sao? Còn có kiểu dịch vụ thổ đi uống rượu cơ? Đi chợ là đi bộ thì khó. À, chở đi uống rượu. VIP qua nhỉ? Nó đều đi là nhanh. Không nói chung chỉ thô anh đi uống rượu cái xem nào. Thì đến thô anh luôn. Vứt lên thùng đúng không? Hôm nay không mang xe ô tô đi, hôm nay đi xe máy. Ở đâu đây thấy có rượu đâu mà. Rượu bia đâu rồi? Bia sau. Thế à? Sau giờ. Không, mấy chai bia lấy ra uống đi. Mọi người cứ uống bia đi. Không lấy bia ra uống đi. Uống bia. Mấy người hay đi trước á. Làm mỗi người là chúc mừng anh Báo một tí. Bây giờ được các mạnh thường quân giúp làm nhà rồi, sau này anh phát triển kinh tế gia đình, chúc mừng anh một tí. Sân tiền chia hết rồi cho anh em gì? Tối đã. Tối nữa cả. Tối còn làm một trận nữa phải không? Anh em chưa về. Làm hết. Bây giờ nó phải làm hết rồi. Lại bia này. Hôm nay em Sần em khao một két bia nhá các bác nhá. Sần mà giúp anh Báo một két bia. Em Trung thì giúp anh Báo 200.000.
để đi chiều đưa con đi khám. Rót rót ra bát rồi nhỉ? Rót ra bát chia nhau đi. Tí ăn cơm sau cũng được. Nhờ, sẵn nhờ. Đây, rót ra bát đây cho anh. Hôm anh vừa đi mua bao nhiêu bát này? Mấy chục cái? Mua 10 bát à? À, mua một dây đây đúng không? Hôm nào em khắc mua thêm Âu vào cho anh nhé. Tiền của anh Khởi. Trích cái số tiền của anh Khởi ra để mua cho anh Báo. Có vào ăn cơm đi. Ăn cơm đi con. Ngon đấy. Làm món đi. Ai để cho con làm cái thuốc khô này nhỉ? Lúc lên to con rồi. Hơi hơi bị con xuống. Không biết chứ. Cơm sao. Đâu cạch nhau một cái đó. Dạ. Đấy, con chưa? Anh cho con nốt cái này thôi nhá. Nốt cái này thôi. Tí còn đi nhà anh tì lầu nữa. À hôm nay anh tì lầu không lên nhỉ? Sân nhỉ? Xong rồi ra mà. À. Ra xong rồi. À. Mẹ anh tì lầu à? Mẹ không vào nhà nó. Anh tì lầu đi đâu rồi? Anh báo anh tì lầu đi đâu rồi? Hôm nay đi chợ phiên à? Anh tì lầu ấy. Mà lại đi chợ nữa mà đến đến đầu cầu kia nó đi uống cả ăn với rượu với bia ở đầu cầu. Thế à? Anh thì lâu là giúp nhiệt tình lắm đấy, giúp anh giúp không luôn. Hôm nay tổng kết này không thấy anh đâu. Không để đã làm việc cho tổng kết được nữa đó. Lâu thì quá lại. Báo là chạy lấy gì đây? Mình thiếu bát à? Bát thì có rồi. Đây bên kia có gì chú nhỉ? Trung à, cho Trung một bát bia. Em đây lấy lấy về. Chắc cô đang chưa tí về còn phải chờ đến giờ nữa nào xong chưa rồi anh Báo có phát biểu gì không có phát biểu gì thì ý kiến đi phát biểu đi ý kiến gì thì ý kiến đi anh Báo đâu từ từ đang bảo là phát biểu mời các chú các anh đi. Cảm ơn các bác đi. Về đầy đấy. À, rất bia đầy à? Sao đủ đấy à? Đừng run nhá. Cứ bình tĩnh thôi. Nhìn sang đây phát biểu đàng hoàng. Tí phải hát một bài nữa đấy. Hoàn thành cái nhà. Các bác ơi, hai bà anh bốn á. Thì cái này. Bé đây. Đây. À rồi rồi rồi. Này. Rồi, anh Báo phát biểu rồi các bạn. Đẩy được run nhá. Hôm nay anh Báo là hoàn thành xong cái căn nhà rồi. Được các mạnh thường quân giúp đỡ. Cảm ơn rất là nhiều. Nhất là một chị giấu tên với chị Kim Vong. À, mời Trung nhá. Chúc mừng cho gia đình. Anh Báo cảm ơn cô bác rất là nhiều. Hôm nay thì về nhá. Anh thì không biết là nhà anh Pháo thì làm sao nhưng mà cứ vào và là nhà Pháo khó khăn nên một con trâu của anh về nuôi thì hôm nay em về xem trâu thôi. À. Cái trâu anh Pháo nuôi là trâu của anh à? Trâu của anh. Nuôi chia cái gì anh? Vâng. Phải là vào và là anh Pháo là vào nhà mới cũng không phải vào mời vào nhà mới đâu. Vào bên vào
Sam Châu này hôm nay đi chợ mà. Vâng, à, hôm nay đi chợ. Nhà anh ở đâu anh? Anh ở Đông Khải. À. Đúng rồi. Em mời anh nhá. Thì cảm ơn mời chú nhá. Các em các chú thì giúp làm được cái nhà hoàn thiện thế này thì ổn rồi. Bây giờ từ nay trở đi là mưa gió thì lâu quá. Không sợ mưa gió nữa. Dạ vâng. À đây anh tì lầu đây ạ. Ôi nó chảy toát hết mồ hôi. Bảo ngồi với anh Táo, ngồi với anh Táo. Tì lầu. Đấy. Bắt gầy luôn. Em biết mà. Ok. Thì có đấy. Nào, mời các chú và anh nhá. Vâng lên. Anh tì lầu chạy. Chắc là chạy thì chợ phiên về à? Vô à? No à, no à? Chắc là không bụng từ chợ phiên về. À, xin mời các bác nhé. Mời cả nhà mình nhé. Mời cả nhà ăn cơm nhé, tự nhiên nhé. Rồi, cảm ơn mấy anh em thợ xây. Còn để sau nếu mà chuồng lợn thì giúp anh Báo một tí nhá. Không tiền công cám gì nữa. Giúp được ngày nào thì giúp. Hay dạ vâng ạ. Bác bác cảm ơn. Dạ vâng. So xanh so xanh. So xanh. Cảm ơn. Cảm ơn. So xanh. Tôi xin mời nhá. Rồi. Mời anh đi lâu nhá. Cảm ơn anh giúp anh Táo mấy hôm nhá. Thế là đi chợ không có người đâu. À. Anh đi nước có một cái vào. Thế à. Chợ phiên chơi nhá. Vâng. Thế là cũng giờ xây nó nát nát nhiều nó yếu có không vâng. Không biết anh phát biểu cái gì nữa cứ vâng thôi. Rồi ăn đi anh ơi, ăn đi. Vâng. Ăn thịt đi không ngại đâu. Con Ngan này 3 năm anh Táo mới hôm nay mới dám mổ ấy tưởng đâu sắp thành đồ củ rồi. Để mấy năm nữa thành Ngan củ như chơi. Hôm nay mà dám khỏe con Ngan được không? Chung ăn đi. Ăn đi. Mọi người tự nhiên đi. Ăn đi. Đấy, chung mềm mén. To mềm mén. To lâu đấy. Dạ. Đấy em uống bia thôi. Em anh uống bia thôi nhầm. Hả? Ông ít tuổi hơn tôi mà. Đúng không? À bạn bằng tuổi nhau rồi. Bạn. Rồi, mời bạn nhé. Rất cảm ơn bạn và các cô chú nhân viên. Rồi rồi. Giúp đỡ anh Pháp. Cái nhà thì rất cảm ơn các chú và các cô chú về đến bạn nhé. Rồi rồi, mời nhé. Cảm ơn nhé. Đây, con biết là hôm nay là ngày con có cái gì ăn nhé. Tạm thôi. Không biết là Pháp làm nhà sau rồi. Thôi anh đi về đây nhá. Xin chào nhá. Ước và ăn cơm ở chỗ nhà anh Báo về. Mấy anh em vẫn đang ngồi ăn cơm, Ước đi về trước có việc rồi. Cát thì của nhà anh thì vẫn thừa từng này. Vẫn đủ xây chuồng lợn các bạn. Đây gạch đây, anh xếp lên đây hết rồi. Giờ Ước sẽ đi đường tắt. Đấy, còn bình thường là cứ lên đường trên này. Đường này đường tắt đi xuống thẳng chỗ xe luôn. Đi qua vườn ngô nhà họ. Ôi xin chào nhá. Vân đi về luôn không Vân ơi? Đây bò của nhà nào đấy Vân? Ừ. Bò gầy quá nhờ. Không có cỏ cho nó hay sao ấy. À sân xây chuồng lợn bên kia. Ờ
Chuồng lợn với chuồng bò đấy à? Vâng, con lợn với chuồng bò đấy chứ. Xây chung nhau á? Chuồng lợn một bên, chuồng bò một bên. À. Này, đi tí đi xuống tắt đường này phải không? À, đi đường tắt xuống dưới này. Xuống này, xuống dưới này đi gần mà. Đấy đấy. Đi bộ ăn đi trước rồi đi xe. À đây sợ nhất là chó rồi. Này. Này. Mày. Nó đó, Bobby. Được không? Anh đi không phải đó mà. Sợ nó cắn này. Không, nó không cắn được mà. Bobby, Bobby. Nó là Bobby à? À nó cũng gọi là Bobby nó không... Bobby. Đấy, cầm máy Bobby. Anh vào nhiều nó chỉ gọi nó phát cho khi gần cho anh luôn. Nha. Yeah. Bobby, Bobby. Đấy. Nó ngửi cho nó ngửi mùi quen để lần sau vào nó đỡ sủa. Sợ con vàng này thôi. Sợ cậu vàng. Bông. Bông à? Bông Bobby. Tên là đây được 3-4 lần rồi. Ra nhà. Đây nhà em Vân này. Em trai của anh Báo. Còn nhà em Sần ở bên này. Em khác tự làm được cái căn nhà rồi. Ờ. Đây cửa đây làm xong đây hết rồi. Làm tạm. Thế cũng đẹp mà nhỉ. Một mình khác làm này là được đấy. Đâu anh bảo là đi đường tắt đi xuống đi chỗ để xe của anh ấy. Đi đường này phải không? Ờ. Hay qua nhà Vân chơi một tí. Qua nhà đây. Qua nhà. Nghe lấy đi đâu hết rồi? À, nghe hôm qua đến nhà anh khác. Ô, thế đồ đạc nhà em đi đâu hết rồi? Không, em có đồ đạc gì đâu. Cái đồ này chắc của là từng em à. À. Ừ. Không, bởi vì là lần trước anh thấy là có cái bếp ga ở đây đúng không? Ừ, bếp ga đây là của Sần, em Sần. Của Sần à? À. Thế nên trước là Sần là nấu nướng là nhờ ở đây. Vâng. Trong lúc làm nhà. Ừ. Ờ, thế anh cứ tưởng là nhà của Vân này có cơ. Không, nhầm đấy. Của đứa em trai, nó nhờ nấu nướng ở đây, ăn. Bây giờ xong rồi phải lấy đi. Vâng, xong rồi lấy đi. Hôm nay con đi học rồi. À có học, được hai mấy hôm nay con bị ốm. Con bị ốm xong hôm nay lại đi mua thuốc tiếp rồi. Con mời con ăn ở nhà ngoại. Bây giờ đang thay đổi thời tiết đấy. Vâng, con thời gian này mới cũng đi học được. Trời bắt đầu se lạnh rồi. Con trái đi học được. Thay đổi thời tiết này xong. Còn... Đây, toàn bộ nhà em Vân đây. Các bác đây. Em Vân là cũng là em trai của anh Pháo. Nhà trước bố mẹ mấy anh em tách ra ở riêng không có gì cho. Em Vân bây giờ một mình ấy. Vợ là bỏ đi rồi. Bỏ đi được một năm không về rồi. Một mình gà trống nuôi con. Em đi lấy gì? Lấy nước á? Không cần phải lấy nước đâu, anh không uống đâu, vừa uống ở nhà anh báo xong rồi. Nước này. Ờ rồi anh xin. Ong ở đâu? Ong bê tí. Bảy giờ rồi. Tổ ong á? Ong không biết thì sao đấy, ở trong. Thế là vừa vào mỏ củi kìa. À. Nó làm tổ ở củi à? Chắc làm thế, chắc thế. Chắc là bây giờ
Nhà còn ngô gì không? Trên à, này. Ngô nội tế rồi. Hay là thóc à? Hay là ngô? Ngô tế hết để trong bụi nó mòn quá là tụi tế hết. À, tế hết trong cho vào tải ấy. Vâng, tế cho vào tải, không tế thì nó mòn hết. Thôi thì anh về luôn đây nhá. Vâng. Ừ. Anh em chiều sân còn bảo làm cái gì cơ mà? Em làm cái chuồng lợn. Đâu xuống xem chuồng lợn nhá anh em nào. Sân này được cái là cũng khéo tay nhờ. Nhà tự xây. Rồi, cửa tự làm. Chào anh nhá. Ờ nhá. Vâng. Thôi anh về đây nhá. Đi vâng. Xuống nhá. Đi xuống đường này xuống phải không? Vâng, đi xuống này tí bỏ sân dẫn đường cho nhá. Được rồi, ok. Hôm nào anh vào chơi sau nhá. Vâng. Ừ. Nguồn nước là mấy anh em chung nhau ở đây phải không? Vâng. Dẫn nước về đây. Ờ, xin chào. Lạp rũ quần áo ở đây, nước sinh hoạt ở đây. Đây vườn nhà em à? À, vườn nhà anh Vư á. Vư làm vườn đây à? Chuồng lợn này hai anh em chung nhau à? Thế với cái tưởng vần bảo là hai anh em chung nhau mỗi người một ngăn. Trước vật liệu xây nhà thừa là làm cái này. Một này bên này là nhốt bò. Bên kia là nhốt lợn. Hơi thấp nhỉ? Thế là em nâng cao lên một tí. Nó thoáng đi. Em tính nó cao nhưng mà sợ gió anh. À. Chỗ này là nó hay dính gió. Đây gió to lắm à? Chỗ này hay dính gió lắm, sợ em mới làm về, làm thấp. Chỗ em thì nó làm lên cao hơn. Lên tầm khoảng cao tầm này là đẹp. Nhưng mà sợ gió. Tầm khoảng 1m8 nhỉ? Yeah. 1m8 2m. 1m8 2m là nó thoáng hơn. Nhưng mà nó nhiều gió. Đấy em nắm dốc này là đúng ấy. Dốc này rồi mình rửa chuồng thì nó trôi hết xuống. Nó không bị lắng đọng ở nền chuồng. Như chuồng này vẫn nuôi khoảng tầm 5-6 con nè, được. Được rồi, tầm 5-6 con rồi. Thoải mái tợm rồi. Chuồng to. 5-6 con thì thoải mái. Thôi thì em làm đi nhá, anh đi về đây nhá. Ừ. Hôm nào có gì thì anh lại gọi. Anh Báo còn làm nhiều chương trình lắm nhá. Ừ, chào em nhá. Chào em nhá. Ừ. Ok. Cây đào nhà ai này to nhỉ? Đi xuống thẳng đây gì Sơn ơi. Ờ rồi anh cảm ơn. Này ước đi con đường tắt này lần đầu tiên. Không biết là đi đường này hay đường này. Thôi đi đường này xem. Ước đi xuống đến đây thì thấy một cây me đây. À lần trước là cùng với anh Báo là vặt cây me dưới kia. Trên này có một cây đây. Làm mấy quả me. Cây này sai hơn cây ở dưới kia.
Đấy, mè. Cây này chát hơn. Cây dưới này ngọt hơn các bạn. À, bây giờ hôm nào ước đi lên nhà anh Báo thì ước sẽ không đi đường này nữa. Đường trên này là trơn. Nếu mà đường trơn thì ước để xe đây đi đường tắt này nhanh hơn. Hôm nay phát hiện ra đường này. Bây giờ ước phải đi ngược lên trên tận trên kia để lấy xe. Thôi chắc giờ ước cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn quý cô bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ là phải đi ngược lên mất một đoạn đường nữa các bạn ạ.